Vâng, lại một lần nữa em rất vui gặp tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia người thương của em có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc xe tập chạy tập lái, vừa đi vừa đẩy vừa điều xịn sò là không đi tán gái, với mức giá thành chỉ có 20 triệu đồng mà thôi. Anh chị sẽ sở hữu ngay một con xe gầm cao, máy thoáng, dáng thì không thể thao nha cô chú và anh chị. Đây, tên em nó là Mekong Star, sản xuất 1995, đăng ký là 7 chỗ ngồi, máy dầu số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm đồng sơn si các kiểu, con đà điểu, ngon, bổ và rẻ là đây nha anh chị ha. Đây, nội thất thì anh chị thấy không, rất là sạch sẽ, ngon lành gần đào. Xe phiên bản là hai cầu, đủ nguyên bản, tay lái trợ lực, nội thất thì sạch sẽ thôi, lộng lẫy len keng, len spen thì không thể nào đẹp được, bán có 20 triệu, nhỉnh hơn giá dây chai một chút xíu thôi. 4 tấp bi tấp lô thì em nó cũng một vách nát te tua tàn tạ, sâu sâu bẩn, vẫn theo thời gian, hai cầu nguyên bản, vậy thôi. Ok chưa, hai cầu nguyên bản vậy thôi, vỏ bánh ngon lành, lắp đi còn hết chị ha, đăng kiểm bỏ thôi, đó, 11 tháng 11 năm 2022. Gầm sơn si nội thất sạch sẽ. Quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0998222220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm, với mức giá thành chỉ có 20 triệu đồng. Anh chị sở hữu ngay một chiếc xe Mekong Star sản xuất năm 1995 này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.